Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tải và cài cài phần mềm CodeDrop. Hướng dẫn các em tạo và chạy một cái chương trình viết bằng ngôn ngữ C, C cộng cộng trong môi trường CodeDrop. Đầu tiên mình vào cái trình duyệt này để mình tải cái phần mềm CodeDrop về. Các em gõ code. Đó. Rồi mà tìm cái trang CodeDrop.org. Rồi rồi mình vào tiếp cái mục và download. Rồi ở trong đây có rất là nhiều nhiều tập tin, thì mình tìm cái phiên bản nào mà nó có chữ thư viện min. Kem nào về đây, các em chọn vô cái phần nút tarot này và mình đợi khoảng 5 giây, 5 giây và phần mềm đau về. Sau khi đau xong mình chạy nó thì mình ấn next, mình cài rồi ấn array rồi ấn next. Thì mình cài nằm ở trong cái mục và C rim file code gốc. Rồi sau mình cài xong, hỏi mình là có muốn chạy cái phần mềm code gốc này không? Anh ghét. Rồi, đây là cái giao diện khi mà mình chạy cái phần mềm code gốc. Thì để tạo ra một cái project mới để mình viết cái chương trình C cộng đó, mà C đó, thì mình vào file file chọn new và chọn project. Kế tiếp mình chọn là console application hoặc mình vào bên cái biểu tượng create new project. Rồi mình chọn console application, ấn go. Rồi, nó ra học thuật kế tiếp, ấn Next. Tương tự mình chọn một cho hai ngôn ngữ, chọn C cộng cộng. Rồi, tới bước này mình sẽ tạo cái tên project. Chương trình C cộng cộng đầu tiên của tôi. Ví dụ như vậy. Rồi, cái này cái thư mục nằm ở C, bài tập C cộng cộng. Tên là check.cbb và next. Next thì khi đó bên tay trái của mình sẽ có ba bốn cái tab, mình chọn là tab project, mình chọn vô cái ruột, mình chọn vô main cái tập tin main.cbb, mình nhấp nút hai cái thì đây là cái đoạn chương trình mà có cái gốc nó viết sẵn cho mình. Thì cái đoạn này chức năng của nó là sẽ in cái dòng hello world này ra màn hình. Thì ở trên đây mình sẽ có hai nút, nút run và nút build và cái nút run và build. Thì mình vào đây cũng có này, build và cần chốt F9, run là cần chốt F10, build và run F9. Thì mình chọn là nút run nhanh, nút run là vậy. Thầy vừa giới thiệu xong cho em cái cách mà cài đặt rồi cái cách mà tạo một cái chương trình đầu tiên mà dùng cái ngôn ngữ C cộng cộng. Về chào các em.